Chào người, hôm nay mình tiếp tục với một số máy như đây để giới thiệu tới mọi người, rồi mọi người mua xem mua ủng hộ mình nhé. Đó. Mình cũng nói trước, hôm nay trong video hôm nay ai mua được một đơn hàng từ 500 ngàn trở lên thì mình sẽ tặng một mũi khoan tháp nhỏ từ 4 tới 20 nha mọi người. Tặng mọi người một mũi khoan tháp nhỏ từ 4 tới 20 nha. Đó. Cứ mua một đơn hàng từ 500 ngàn trở lên mình sẽ tặng mọi người một mũi khoan tháp nhỏ từ 4 tới 20 nha mọi người. Đây. Mọi người xem video thì nhớ like video giúp mình và đăng ký thì nút màu đỏ ở phía bên dưới. Tất cả những video của mình sẽ đăng lên hai kênh, một là kênh máy khoan cũ, đây kênh máy khoan cũ của mình đây, đó có cái logo mấy con hươu tím màu đỏ đỏ này. Kênh thứ hai kênh ve chai Nhật Bản, đây là kênh này nhá. Ok, có kia logo hình máy cưa này. Rồi mọi người nhớ đăng ký rồi bấm nút chuông cho mình nhá. Giờ mình vào việc luôn nha mọi người. Đây, đầu tiên là một là cục sạc Hitachi 14-18V. Rồi sáng lên này được là đôi mờ mờ rồi đây. Gì đây. Rồi ok. Cục sạc Hitachi sạc pin ông trượt 14-18V, có cổng sạc điện thoại nha mọi người. Có cổng sạc điện thoại. Đó. Đó, cục này mình tải đầu kế rồi nha mọi người. Cũng là cục số 1, 500. Nói chung là cứ mua một đơn hàng từ 500 ngàn trở lên thì mình sẽ tặng mọi người một mũi khoan tháp 4 tới 20 nha mọi người. 1, 500. Cho cái này nó làm chọi này. 1, 500. Rồi. 2. 2 là một con máy khoan Hitachi 12V. Đó. Con này có 22 cấp trượt, một cấp khoan, hai chế độ nhanh chậm. Này. Mình tải thử máy thử cho mọi người xem. Đợi chút tải máy thử mọi người xem nhé. Điều tốc, thẳng, đảo chiều, đầu không cài. Ok, nhanh chậm. Ok, đây con số 2. Số 2 thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin 200 nha mọi người. Nhầm 400. 200 chắc chết á. Thân máy vỏ pin 400. Hai mươi hai cấp trượt, một cấp khoan, hai chế độ nhanh chậm, đầu 10 ly, số 2 400. Rồi số 3 đây là một con Makita TD138 là máy đời mới. 138 là máy đời mới. Nó ngang ngang với kia cái gì ta? 139 à 149. Máy có than đời mới của Nhật nha mọi người. Điều tốc thẳng ok. Đâu không rơ mọi người. Đâu không rơ. Đâu không đâu. Một ba tám. Ngoài hình thứ nhất là xấu, thứ hai nữa
là con này là bị thế này mọi người này, con này bị gãy vỏ, gãy một bên đây, nó bị gãy ở đây này mọi người nhìn nha, ở đây đây gãy đây, nhìn kỹ này, nó bị gãy này, gãy bên này thì không gãy nha mọi người, bên này thì không gãy đó, mà bị gãy ở đây đây, bị gãy ở đây thì nó bị vênh ra này, thấy chưa. Con này hoạt động ok, full chức năng rồi, máy đời mới, có 3 chân pin nữa này, 3 chân pin chứ mà 2 chân pin nữa nha mọi người. Cho nên về mọi người dùng sạc adapter á, dùng pin đồng sạc adapter á, thì phải là hai chân hai bên này phải có điện, chứ hai chân ba chân đây không có điện á thì không chạy đâu nhá. Đó, máy đời mới. Con này thường đâu hay bị rớt lắm, mà con này đâu là không rớt, rất là hay. Con này giống kiểu con IDT11 á. Đó, này, nó bị gãy ở đây này, bị gãy vỏ ở đây, nhưng bên này không bị gì, cho nên vẫn xài tốt nha mọi người. Rất là cứng này, mình lắc cho mọi người xem này, rất là cứng, vẫn xài tốt. Đó, con này thân máy 450 số 3, 450. Cứ video này ai mua được một đơn hàng 500 ngàn trở lên sẽ tặng một mũi khoan tháp từ 4 tới 20 nha mọi người. 3 450. Rồi, 4. 4 là con này đây. Con này vừa xài pin 12V vừa xài điện. Con này đời cao, có một con là 7300, con này 7301. Này, 110V. 12V. Đây, con này cái vỏ nó cũng bị lệch trên này. Thấy không? Vỏ bị lệch ở đây này. Đây chỗ này bị đan bị đồ nó đan vào rồi này, mọp ở đây nữa này. Gì nữa ta? Mọp ở đây nữa này. Thấy không? Rồi, nó bị vấy nên nó kẹt công tắc luôn, không có chạy, không chạy nha mọi người, không chạy, đầu thì không rơ. Ok, con này con số 4, mình bán 208, không chạy nha mọi người. À đây nè này, nó bị bể ở đây này, đó, đây này mọi người nhìn kỳ này, bị bể ở đây này, ok, số 4 mình bán 208, rồi số 5. Số 5 là một con vịt Hitachi DDNL 14. Đây, tẹt máy xong rồi mình cho mọi người xem màn hình nhé. Vô tóc thẳng ok. Bật đèn, tắt đèn, bảo pin. Ok, con này á thì bị lỗi đây này, ở chỗ này này, nó mất cái nút chỉnh được đây này, nhưng mà mình bấm vô chỉnh vẫn được nha mọi người. Nhìn này, ở đây màu xanh này, mình chỉnh này, đó, qua số 1 này, ấn cái nữa, qua số 2, qua số 3, thấy chưa, vẫn chỉnh được bình thường nha mọi người. Đó, mà mất cái nút ở đấy thôi, bây giờ mọi người chỉ ra cái nút khác này, ngoài hình ở thế này đây, để đến giờ không đổi than thì ta chỉ 14V. Con này có số 5, mình bảo 1-1, thân máy không có vỏ pin nha mọi người. 5
1,1 triệu. Từ đơn hàng 500 ngàn trở đi video này thì mình sẽ tặng cho mọi người một mũi khoan tháp từ 4-20 cho mọi người đuôi ốc giác. Đây một cục sạc Hitachi 14-18V, 14-18V pin trượt dây ống nha mọi người, pin trượt dây ống 14-18V. Mình test ok rồi. Đây số 6 mình bán là 400. 6 400. Số 7 một con vịt gốc Makita 916. Con này thì về làm pin chạy 12V nha mọi người. Thân máy vừa bỏ pin. Cục pin này thì con chạy sơ sơ nhưng mà mình không có báo cầm. Đây, cái này là khóa co này. Điều tốc thắng ok. Đảo chiều ok. Số 7 thân máy vỏ pin 700 ok. Khóa co lại kìa. Rồi số 8 một con Ryobi 12V. Đó, thắng điều tốc ok. Nhanh chậm ok. Đây này. Đầu. Đầu không rớ nha mọi người, đầu không rớ nha. Đó. Ryobi 12V. Con này chỉ có thân máy không có vỏ pin. Bán 350 nha. Thân máy không vỏ pin nha mọi người. Con này con số 8. Số 8 350 nha mọi người. Thân máy không vỏ pin 350. Rồi, số 9 là con này đi. Một con Panasonic 14.4V. Đây, con này là phiên bản màu vàng này. Các cái này bằng màu vàng hết nha mọi người. Con khá đẹp. Số cũng màu vàng này. Con này có 17 cấp trượt, 1 cấp khoan. Này, cái chữ Panasonic cũng màu vàng này. Thấy không? Cái móc này cũng màu vàng này, cái tem này cũng màu vàng này. Ok. Đó. Ngoài hình con khá là đẹp nha mọi người. Đó, quay sát cho mọi người xem ngoại hình của nó này. Ok, rồi mình tắt máy. Con này đâu 13 ly auto lock. Này, đâu 13 ly, auto lock. Siết. Mở. Ok. Này, hai chế độ nhanh chậm này mọi người. Đó. Thẳng rất là ánh nha. Đó, cách đi. Này, ngoại hình con rất là đẹp, phiên bản màu vàng. Móc rồi là đôi gì cũng màu vàng vậy đó.
Con này con số 9. Thân máy mình bán 700. Đây, phiên bản màu vàng. Con này chỉ bị một cái lỗi là cái tem ở chỗ này nó hơi nhăn này. Đó. Con là hầu như là đẹp nha mọi người. Hầu như là đẹp. Cầu số thì không tây tróc gì hết. À đây 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 đây. Cầu số ở đây có bị tây xíu này. Cầu số ở đây tây xíu. Nhưng không ăn thua. Nói chung là rất là hiếm khi về được cái con. Con này mà phiên bản màu vàng nha mọi người. Phiên bản màu vàng này á là phiên bản sản xuất giới hạn thôi nha mọi người. Con số 9. Số 9 đâu đúng đó. Đúng rồi, số 9. Con số 9 này là 700 nha mọi người. 700. Rất ít khi về được con này. Bần bịch á thì về nhiều cho con đó ít khi về đó. Con khoan ít khi về được. Đây. Hôm nay mấy bạn này hơi bị nhiều đó. Đây có con máy mai Pana 14-18. Con này cột 100 nha mọi người. Con này thì như thế này này. Thứ nhất là vỏ nó bị gãy. Hồi nãy mình có mở ra mình dán lại cái vỏ rồi. Này, nó gãy ở chỗ này này. Gãy chỗ này này. Rồi gãy ở đây này. Rồi bên đây nó có gãy ở chỗ nào đấy nữa. Rồi nó gãy ở đây nữa này. Nói chung á, con này nó gãy tè lé luôn. Đây, con này nó gãy tè, vỏ nó gãy tè lé luôn. Hồi nãy mình mở vỏ ra mình dán lại này, dán này. Cái đồng hai đang còn dính đây cho mọi người. Đây, hồi nãy mình mở vỏ ra mình dán lại á thì mình thấy á, thứ nhất là mình tè cái bó này á. Cái bó với cái công tắc này còn sống. Còn sống vẫn mình tè phải một cái motor vẫn chạy bình thường. Con kim kia star to của nó á, kia cuôn của nó ở đấy á. Cái cuôn của nó ở đấy á thì rất là mới. Rất là mới, mới như chưa sai luôn á. Mới như chưa sai. Nhưng không hiểu vì sao mình gắn vào thì nó không chạy. Mình nói rõ nó không chạy nha. Không biết là than kẹt hay kiểu như mình không biết. Này, hai cái nắp than hai bên cũng có này. Đó, không chạy. Ok. Này. Đó. Mình xoay nó rất là nhẹ giống kiểu nó không có dính than á. Nó rất là nhẹ như kiểu nó không dính than luôn á. Mình có bị kẹt than hay gì ở đấy không? Nhưng mà nó không chạy. Kẹt than nó không xuống than hay gì ở đấy không? Nhưng mà nó không chạy. Đây. Cảm thử vào không tính hiểu gì hết. Đây. Đó. Máy rất là nhẹ nhá. Đó. Mọi người về nghiên cứu nha mọi người. Mình thì mình không có nghiên cứu về cái này. Mình không có nghiên cứu về cái này nha mọi người. Đây, con số 10. Bản 400. Mười bốn mười tám luôn nha mọi người, chứ không phải 14 không đâu. Con này con số 10. 400. Ok. Đây, tiếp một con này nữa. Con này cũng là 14 18 nữa này. Bài 4A1 cùng 14 18 nữa. Đây, bài 4A1 Panasonic này. Hai chế độ nhanh chậm. Đó. 17 cấp trượt, 1 cấp khoan, 2 chế độ nhanh chậm. Đầu auto lock 13 inch, đầu còn rất là đẹp. Rồi đầu này thì thôi khỏi phải hỏi. Đó, 13 inch auto lock. Đó. Ha. Đầu này còn mới soi gương nữa này. Ok. Đó. Con này á thì nó cũng bị gãy vỏ, gãy chỗ này này. Hồi nãy mới có mở ra dán rồi. Gãy vỏ chỗ này này. Đây. Giờ thứ nhất. Thứ hai là gãy ở đây này. Mới có mở ra mới dán cái nóng hai. Đây này. Thứ ba là gãy ở đây này.
Đó, thấy không? Thứ tư là mất cái nắp đấy luôn. Đây. Mất cái nắp đấy luôn. Nó bể cái đèn này luôn này. Nó bể cái đèn của nó luôn này. Đó. Mình bỏ hồi nãy á, mình thả ra mình nở thì mình thấy thứ nhất là nó hết than. Thứ hai á thì mình lắp vào nó không cháy. Không biết vì sao, nhưng mà rô to á thì còn rất là mới. Đảm bảo không cháy. Đó. Không biết 14 18 V nha mọi người. Con này mình bán 350. Không cháy nha. 11 350. Ba trăm năm mươi, ok. Rồi 12, 12 là một cục sạc tầm 10, pana tầm 10, đây, sạc hai dòng pin, pin Niken NiMHTCD ở đây. Đây cái camera cạnh đi cái nơi mà hạt nơi ICD ở đây. Đây con đây sạc lưới ống nha mọi người. Đó mình cắm đèn, cắm đèn đâu tẻ đâu kế rồi. 12 400. Ok 12 400. Rồi tiếp một con bàn đinh. Con này bàn đinh Makita 18 V. Mất bằng đạn. Vẫn chạy ok nhá. Đây này. Con này đinh là đinh đông nha mọi người. Đinh đông, đinh chỉ. Đinh chỉ là đinh không có tái á. Rất là mạnh nha. Ok chưa. Đó. Bằng đạn, cái mà đẩy bằng đạn ở phía bên đây mất rồi này. Đây vẫn còn cái nhựa màu đen ở trong đây. Thứ nhất là mất cái khóa ở đây này. Thứ hai mất 3 cái giò xo và một thanh sắt ở đây. Cái này đã phụ kiện mà Makita mua. Này thông số của nó này. Mười tám, hai mươi lăm, ba mươi, ba mươi lăm. Mỹ thì nhập bang. Đó. Đây đủ thông số ở đấy nha mọi người. Rồi. Con này thất máy mới bán 1 triệu. Con này mà đầy đủ bằng đàn thì mình phải bán 1,8 triệu kìa. Mà cái này đã mang cái đám mua nháy nữa. 220 hay 230 ngàn chứ. Hôm bữa mình có hỏi rồi. Mà nó kêu phải đặt hàng. 13 1 triệu. Ok, ra 1 triệu. Rồi. Nhớ nha mọi người, hôm nay đơn hàng cứ từ 500 ngàn trở lên mình sẽ tặng một mũi khoan tháp. Mũi khoan tháp 4-20. Rồi, một con ồ, đây thôi. Một bình con chạy. Realme 12 V. Thôi mấy bản thân máy với vỏ pin, cục pin này con chạy thì mình để mình tẹt luôn. Nhưng mà mình vẫn không có báo sai cái này nha mọi người. Con này Realme 12 V, thằng rơi thằng ngoài này. Điều tốc, tháng. Hai chế độ nhanh chậm. Đây này đây, chủ động. Ba đèn luôn. Ok. Đầu. Đầu không rớ nha. Có hơi nhích nhẹ chứ không phải không rỡ đâu, hơi nhích nhẹ thôi. Con này con số 14. 14 này mới bản thân máy vỏ pin 420. Ok, thân máy vỏ pin 420. À, trở đây xíu.
Đây có một con khoan bê tông Makita 14.4V. Hai chức năng nha mọi người. Đó. Nó có đây nè, đây nè. Đó. Ngoài hình của nó này. Mã hàng của nó 162 nha mọi người, 162D. Mười bốn trăm bốn vô Made in Japan nhá. Đây qua hình nó như thế này đây, ok. Makita 14.4V, thân máy mình bán 1 triệu nha mọi người. Máy con rất là đẹp, mình chưa có vệ sinh đâu. Mấy con này vệ sinh đang ở số 1 luôn á. Định của định. Con rồi. À 15. Thân máy 1 triệu. Dấu thay mới về được hai con này, tranh thủ mua kẻ hết. Nha thiệt á. Con này người ta dành nhau mua à. Nó gọn nhẹ dễ sử dụng, léo treo đâu dễ. Đây đây một con nữa này, cũng ý con nữa luôn. Điều tóc thẳng ok hiểu cho mọi người. Đây. À. Con này á thì ngoại hình đẹp hơn con kia. Nhưng cái đèn này chập chờn chưa có xong. Để hơn sáng sáng này, còn băng cho nó mất đi. Đó. Con này á thì ngoại hình đẹp hơn con kia, cái tem đẹp hơn này. Đó thấy không? Con này á hơn con kia một cái á, là con kia là Made in Japan. Có nghĩa là hàng xuất nước ngoài. Nhưng con này á là không có chữ Made in Japan, con này chỉ sử dụng thị trường nội địa nhà ta, con này chỉ sử dụng nội địa thôi. Chứ không có xuất đến nước ngoài nha mọi người. Đây. Đó, con này không có xuất. Đây. Hàng mà không xuất là người ta không có ghi là Made in Japan đâu. Đó. Con này ngon hơn con đỏ ở chỗ đó và con mới hơn nữa. Ok, chỉ có cái đen thôi. Coi như hư cái đèn đây. Đó. Con này cũng bán thân máy 1 triệu nha mọi người. Số 16. Thân máy 1 triệu. Mọi người tranh thủ mua hai con này chứ. Thi thoảng mới về được hai con thôi. Không có mà mua nữa đâu. Máy chưa vệ sinh mà đã đẹp như thế này rồi. 16. 1 triệu. Đợi chút. Đồ đồ tới đã. Hôm nay cứ đơn hàng từ 500 ngàn tới đó mình sẽ tặng mọi người một mũi khoan thác. Từ 4 tới 20 vốn nha mọi người. À từ 4 tới 20. Rồi tiếp một bàn Ryobi. Như đây. 1228. Con này mới. Đây cao. Này ngoại hình của nó đấy nha. Máy chưa vệ sinh mà nhìn ngoại hình như thế này là ổn rồi. Đánh chui ra nữa thì mới đẹp luôn á. Điều tóc thẳng, đào chiều đâu ok hết, đen sáng. Đâu không rơ. Hai chế độ nhanh chậm. Ok. À,
Con này được một cái Ryobi rất ít khi máy có mà có chỗ bắt móc. Con này có chỗ bắt móc này, có móc luôn này. Rất là hay. Đây. Thân máy vỏ bình 400. Con số 17. Thân máy vỏ bình 400. Ok. Rồi, 18. Phích gấp. Thân máy vỏ pin. Nó thì nó chạy mạnh lắm. Những cái kia vỏ pin này nó còn chạy yếu yếu. Nó còn chạy yếu yếu. Mình khóa con đây này. Nhả con ra này. Nó con chạy yếu yếu cho nên là nó hơi yếu yếu gì thôi chứ thật ra nó chạy mạnh lắm nha mọi người. Đủ pin nó chạy mạnh lắm, 9V 6. Về mọi người đóng 12V. Đây hai con đi chăng nhau. Đó. Cỡ lên này. Rồi hết pin. Pin mình cắm vô để test thôi. Đó. Điều tốc thẳng đầu chiêu đồ ok nha mọi người. Hai con này thì chỉ có 650 thôi. 650 nha anh con. Con hồi này 700, con hồi này đẹp hơn. Con hồi này đẹp hơn 700, hai con này thì mỗi con 650 nha. Đó. 18 650. Mười chín sáu trăm năm mươi. Ok. 18 19 650. Rồi tiếp. Ba này nữa. 137. Nhích một cái. Nhìn nhích thế này thường thường là chạy cuốn. Này. Chị được ok. Con này sướng nhất là nếu như chạy cuốn là ngon nhất. Vì chạy cuốn á, về một là mua cái cuốn 100 ngàn, hai là cuốn này cũng 100 ngàn là ngon rồi. 137 một bên máy bên bị không cho đấy. Ủa đâu cứ ngắt luôn không rỡ nữa. Con này bạn bị không chổi than Makita TD137 đây 14.4V. Ok máy thì chỉ nhít thôi, mình nghĩ là con này bị chạy cuốn và chạy cuốn là sướng nhất cho hư tư hư đâu đâu chỉ mệt chứ chạy cuốn là sướng nhất. Về tổng khoảng 50 tới 100, hoặc ai giỏi á thì từ cuốn với ai cuốn là xong. Ok con này mình bán rẻ cho mọi người về anh em thờ về kiếm cỏ nhé. Con này bán về kiếm cỏ này 800 nha mọi người. 800 với con này là quá rẻ rồi. Đây. Con nào trước đây? Con này đi. Nati 6 AZT 6504. Ngoại hình con này thì cũng được đẹp lắm. Con này full chức năng mới ngon này. Full chức năng nha mọi người.
đều tóc thẳng ok, bảo chưa ok, đầu không rơ, đầu không rơ, nó từ để mình kiểm cho nó cái vỏ pin cho dễ bán. Đây vỏ pin nào tí đây. Đấy nha mọi người, thân máy, vỏ pin, ngoại hình như thế này đây. Còn đây có số 21, 308. Ok. Rồi 22 một con Ryobi. mất co. Mất nắp co chứ không phải mất co. Mất nắp co. Đơn hàng này cứ ai mua hàng trên 2 trên đơn hàng trên 4 đơn hàng từ 500 ngàn trở đi mình sẽ tặng một mũi khoan tạp 4 tới 20 nha mọi người. Mọi người xem video nhớ ai đăng ký giúp mình nha. Like và đăng ký video cho mình nha mọi người. Sẵn đây đi. Ó chạy. Điều tóc. Thắng. Ok. Ngon gì. À một bên được một bên không. Vậy mọi người mở công tắc ra kiểm tra lại cái giấy đảo chiều. Một bên được một bên không. Đây. Mất kia. Mất cái nút này này. Cái nút này thì dễ thôi. Về mọi người chế cái gì cũng được à. Bà ngoại thì nó xấu ức. Còn đây mình bán 120 ngàn đi. Đó, nhìn con rồi đây. Về thử xử nha. Đây, bán 150 mà thôi, bán 120 thôi. Đó, con đây con số 22. 120 ngàn. 22, 120. Ok. 22. Quá rẻ luôn rồi. Tiếp. Một con bắn vịt Ryobi. À, con này 1226. Có đen, đen màu trắng. Nhanh chậm. Tải thử nhá. Đảo chiều được tóc ok. Nhanh chậm cũng ok luôn. Đó. Nhanh chậm ok. Đầu. Đầu không rơ. Ngoài hình thì như thế này đây. Con này về sinh lại mới nữa. Thân máy vỏ pin 400. 23. Thân máy vỏ pin 400. Hai mươi bốn là một con khoan bê tông Nati 6813, ngoại hình cũng con đẹp. 24V Made in Japan. Đây mọi người xem cho kỹ. Đó, nghe từng buồn nó đại chứ. Đó, ngoại hình con này con đẹp nha mọi người. Ngoại hình con đẹp. 6813 nha. Ngoại hình con đẹp.
có đây thì hai chức năng quan với búa, có đây nhánh này chầm này, nhánh này chầm này, đây đây là cái vỏ pin của nó, vỏ pin này có báo pin luôn đó, đẹp không, vỏ pin có báo pin luôn nha mọi người, vỏ pin thôi chứ không phải pin đâu nha, mình chỉ bán vỏ pin thôi nha. Con này con số 24 24 thân máy vỏ pin mới bán 1.2 triệu. Sáu tám một ba thân máy vỏ pin 1.2 triệu. Đâu con đâu rẻ hơn, ở đâu rẻ hơn nữa. Tư thân máy vỏ pin 1.2 triệu. Ok. Rồi, một con cưa Hitachi 14V. Mình test thử máy cho mọi người xong rồi mình quay ngoại hình nhá. Có đây là đây này. Có thẳng luôn nha mọi người. Máy êm có thẳng luôn. Rồi, ok. Này. Thứ nhất con này là gửi 1 tấc 15 mã là C14DSR2 đó, gửi 1 tấc 15 Hitachi, máy có chổi than đó, bàn này thì không bị cong đó, bàn không bị cong nha mọi người, bàn không cong vây, chỉ có cái cử này này, cái cử này bằng sắt, cái bàn thôi bằng nhôm, cái cử này bằng sắt này, cử này nó bị cong chứ không phải bị vây, bị cong mà nó chỉ là một thanh sắt nhỏ thôi. Mình lấy ra cho mọi người xem. Ủa, cứ ngắc đây. Cái này về thì từ của này được không sao. Quan trọng là cái móng kìa, chứ còn cái này thì dễ thôi. Mà phần cho cổ. Đó, thật ra thì máy là nó không có cái này đâu. Rồi, cái này option kèm theo thôi. Còn được không còn được. Mà tự nhiên máy này nó có. Đây, nó hơi cong. Cái này thì về để thế này đập dẹp, đập cái ra thôi có gì đó. Để đây mình uốn nó cũng thẳng này nữa. Tương đối rồi này. Thấy không? Đó. Ok. Rồi bỏ chạy. Ok. Rồi, mọi người xem hết nhá. 25 thân máy 550. Thì ta chỉ 14.4 thôi. Cưa. Thân máy 550 nha mọi người. Không có bộ pin. 550 nhầm. Đây là 5.5 triệu rồi. À, còn hai bàn này thôi. Đây, cứ đến hàng trên 500.000, 500.000 trở lên thì mình sẽ tăng một bộ phần tháp 4-24 nha mọi người, 4-20 nha mọi người. Đó. Tiếp là con này. Nati 7542. Con này có khoan này, kéo về đây khoan này, đây bàn vịt này, kéo về đây bàn vịt này, bàn vịt thì có búa
trượt. Đây, đây là khóa này, 21 cấp trượt. Đây. Đây là chỉ cấp trượt nha mọi người. Đó. Đó. Ok. Rồi mình sẽ thử cho mọi người xem. Con này có vỏ bính nha mọi người. Rồi, bánh chúng ta chưa kịp xuống rồi. Điều tốc thắng ok. Điều tốc thắng ok. Đảo chiều ok. Đầu để mình xem đầu này. Đầu thì rơ. Con này về mọi người phải vệ sinh vô dầu mở lại mới được. Chứ cái nhóm con nó có vẻ bị kẹt rồi. Ok. Thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin con này mình bán 700. 700 nha mọi người. Hai mươi sáu thân máy bỏ binh 700. Ok. Rồi. Ủa, đây nó đang còn cháy. Thôi để mình cắm pin vô mình tải cho mọi người xem. Con bùa giống này. Túa thấp đồng nghĩa với lực xiết cao. Rất là êm nha. Tua có 150 1500 vòng phút thôi. Có này tiếng đập nghe dữ dội lắm. Cảm ơn nghe tiếng đập của mẹ nó này. Không những đập dữ dội mà có này là nó sao đấy? Vì nó thiết kế là tua chậm, bùa to, nhông to. Đó, tê tay luôn á. Ok, mà dòng 12V, dù kẹp pin sai vẫn sướng nữa nha mọi người. Này, xem ngoài hình nào này, con rất là đẹp này. Vỏ pin rồi, mình đưa cái vỏ pin cáo đây luôn nhá. Đồng 6 xe vô tư. 12V, tua chậm. Tua chậm là tua 1500. Tua chậm đồng nghĩa với lực xiết cao. Máy rất là êm. Đó, thấy không? Đầu búa nó to thế này này. Một khúc khoảng 8 phân á. Rất là to. Ok. Rồi, con này con số 27 cũng kết thúc video ngày hôm nay rồi. Con này thân máy vỏ pin mình bán 800. 27 thân máy vỏ pin 800. Đó, tới đây là kết thúc video của mình luôn nha mọi người. Đó, ai mua hàng á thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề cho mình. Những video này thì mình sẽ đăng trên hai kênh, kênh Máy Khoan Cũ và kênh Về Chai Nhật Bản. Hôm nay ai mua hàng từ đơn hàng 500 ngàn trở đi, mình sẽ tặng mọi người một mũi khoan tháp 4-20. Và mọi người xem video nhớ like video, rồi đăng ký nút màu đỏ ở phía bên dưới giúp mình cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Tạm biệt.